Chào các em, thầy tên là Nguyễn Châu Giào, giáo viên trường trung học cơ sở Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Rất vui khi được đồng hành cùng chúng ta trong một chủ đề của môn vật lý lớp 9. Ở chủ đề trước, chúng ta đã tìm hiểu về thấu kính. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chủ đề tiếp theo. Chủ đề chính, mắt, sự phân tích ánh sáng trắng và chọn ánh sáng màu. Chúng ta cùng đi tìm hiểu chủ đề. Về mục tiêu của chủ đề ngày hôm nay, sau khi học xong, sẽ giúp các em biết được cấu tạo của mắt, biết được khái niệm về sự điều tiết của mắt, điểm cực cận và điểm cực viễn. Biết được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục. Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính và bằng đĩa CD để rút ra kết luận. Biết được thế nào là trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau. Dựa vào sự quan sát có thể mô tả được màu của ánh sáng mà ta thu được khi trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau. Về bố cục nội dung trọng tâm của chủ đề gồm 3 phần. A. Mắt và các tật của mắt. B. Sự phân tích ánh sáng trắng. C. Sự trộn ánh sáng màu. Như các em đã biết thì mắt là bộ phận quan trọng của mỗi con người chúng ta. Nhưng ngày nay tình trạng các tật của mắt ngày càng gia tăng và ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em. Vậy mắt có cấu tạo như thế nào, biểu hiện và cách khắc phục các tật của mắt ra sao? Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung thứ nhất của chủ đề ngày hôm nay. Mắt và các tật của mắt. Mọc lông mã, mắt. Chúng ta đi tìm hiểu phần mọc nhỏ, cấu tạo. Như chúng ta đã biết ở môn sinh học 8 thì cấu tạo của mắt thì gồm rất nhiều các bộ phận. Nhưng xét về mặt quang học thì cấu tạo của mắt gồm hai bộ phận chính sau. Thứ nhất là thể thủy tinh, là một thấu kính hội tụ có tiêu cự có thể thay đổi được. Bộ phận thứ hai là màng lưới, hay còn gọi là võng mạc, là màng ở đáy mắt mà tại đó ảnh của vật mà ta quan sát sẽ hiện rõ nét trên màng lưới. Ta đi tìm hiểu về sự điều tiết của mắt. Muốn nhìn rõ một vật thì ảnh của vật phải hiện rõ nét trên màng lưới. Nghĩa là lúc đó cơ vòng đỡ thể thủy tinh phải co giãn để làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh. Và quá trình này thì người ta gọi là sự điều tiết của mắt. Hay nói ngắn gọn lại, sự điều tiết của mắt là quá trình thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Và sự điều tiết của mắt thì diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta tìm hiểu hai lao mã, mắt cận và mắt lão. Thứ nhất là tìm hiểu về điểm cực cận và điểm cực viễn. Vậy điểm cực cận là gì và điểm cực viễn là gì? Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà khi có một vật ở đó, mắt không điều tiết vẫn có thể nhìn rõ được vật. Và ký hiệu của điểm cực viễn là CV. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn thì người ta gọi là phản cực viễn. Và đối với người mà có mắt bình thường thì điểm cực viễn nằm ở rất xa, nằm ở vô cực. Còn về điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó, mắt có thể nhìn rõ được vật. Và ký hiệu của điểm cực cận là CC. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận thì người ta gọi là phản cực cận. Và đối với một người mà có mắt bình thường thì điểm cực cận thông thường nằm cách mắt khoảng 20-25cm. Thì ngoài ra các em cần lưu ý cho thầy thêm một cái khái niệm nữa, đó chính là giới hạn nhìn rõ của mắt. Vậy thì giới hạn nhìn rõ của mắt nó chính là khoảng cách từ điểm cực cận cho đến điểm cực viễn của mắt. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát một vật nào đó mà muốn nhìn rõ được vật thì vật đó phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Nghĩa là vật đó phải nằm từ điểm cực cận cho đến điểm cực viễn. Hình ảnh mà các em đang quan sát là bản thử thị lực được dùng trong ngành y tế. Đối với người mà có mắt tốt thì có thể nhìn rõ các vật ở rất xa. Nhưng mà trên thực tế là khi nhìn rõ các vật nằm cách mắt từ 5 đến 6 mét trở ra thì đã có thể nhìn rõ được các vật ở rất xa. Do đó là trong ngành y tế thì để thử thị lực của mắt thì người ta sẽ đặt bảng thử thị lực cách mắt 5 mét rồi ngắm vào các cái dòng chữ ứng với các cấp độ 10/10 từ trên xuống. Và nếu nhìn rõ tất cả các chữ C xuôi ngược trên dòng đó thì mắt là mắt tốt. Vậy thì nếu có điều kiện thì các em hãy thử thị lực của mắt mình xem, coi mắt của mình có bị tật hay không.
Chúng ta xem hai nhỏ, mắt cận và mắt lão. Đi tìm hiểu về mắt cận, vậy thì mắt cận sẽ có những biểu hiện như thế nào? Về biểu hiện của mắt cận thì mắt cận chỉ nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa. Chẳng hạn như khi đọc sách thì phải đặt sách gần mắt hơn so với bình thường. Hoặc là ngồi dưới lớp thì không nhìn rõ được các cái chữ viết ở trên bảng. Hoặc là ngồi trong lớp thì nhìn không rõ các vật ở ngoài sân trường. Thì đối với đặc điểm của mắt cận thì có điểm cực viễn của mắt gần mắt hơn so với bình thường. Thì đối với người bị mắt cận thì có điểm cực viễn nằm gần mắt hơn so với bình thường. Nên là khi có một vật AB nào đó mà nằm xa mắt hơn so với điểm cực viễn của mắt, thì mắt cận sẽ không nhìn rõ vật AB này khi không đeo kính. Và do cái vật AB này nằm ở vị trí cố định, nên là người bị mắt cận phải đeo kính để quan sát ảnh A'B' của vật AB này. Và người bị mắt cận khi đeo kính để quan sát ảnh A'B' của vật AB, thì ảnh A'B' này phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Nghĩa là ảnh A'B' phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn của mắt. Và yêu cầu này sẽ thực hiện được đối với người mắt cận phải đeo kính cận là thấu kính phân kỳ. Từ đó ta có thể rút ra được cách để khắc phục tật cận thị là người mắt cận phải đeo kính cận là thấu kính phân kỳ để nhìn rõ các vật ở xa. Và đối với kính cận mà thích hợp nhất là kính cận phải có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt. Vậy thì nếu có một kính cận làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kỳ? Thì thầy lưu ý chúng ta để nhận dạng một cái loại kính nào đó là kính cận hay là kính lão thì chúng ta phải đi dựa vào hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là chúng ta dựa vào hình dạng hình học của kính. Và đặc điểm thứ hai là chúng ta có thể dựa vào cách tạo ảnh qua kính. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta có một kính cận, làm thế nào để biết nó là thấu kính phân kỳ? Thì chúng ta dựa vào hai cách sau đây. Cách thứ nhất là chúng ta dựa vào nhận dạng qua hình dạng hình học của thấu kính phân kỳ là có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Cách thứ hai là ta nhận dạng qua cách tạo ảnh của thấu kính phân kỳ. Chẳng hạn chúng ta đưa một cái vật thật nào đó như là dòng chữ hay là ngón tay lại gần kính thì ta quan sát thấy ảnh ảo hơn vật. Thầy sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin về tật cận thị ở trẻ em. Thì ở Việt Nam thì có khoảng là hơn 3 triệu trẻ em đang bị các tật khúc xạ về mắt, trong đó như là cận thị, viễn thị hay là loạn thị. Thì đây là một cái tình trạng đáng báo động bởi con số này ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các cái thành phố lớn. Theo khảo sát thì ở một số trường học, lớp học ở thành phố lớn thì số trẻ bị cận thị trong một lớp là có thể là lên tới 50%. Vậy thì nguyên nhân nào mà gây ra tình trạng cận thị của mắt ở trẻ gia tăng như thế? Thì thầy sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái nguyên nhân chính sau đây có thể là gây ra về tật cận thị ở mắt đối với trẻ em. Thứ nhất là sử dụng điện thoại và tivi quá lâu. Thứ hai là ngồi học xe tư thế và đọc sách với cự ly gần. Và thứ ba đó chính là tiếp xúc với máy vi tính nhiều. Vậy thì từ những nguyên nhân này thì chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp để chúng ta có thể khắc phục được các cái nguyên nhân mà gây ra tật cận thị. Chẳng hạn khi chúng ta đọc sách, học tập thì phải nơi có đủ ánh sáng, ngồi phải đúng tư thế và giữ khoảng cách khi đọc. Và lưu ý là không xem tivi hoặc là nhìn điện thoại quá lâu, tránh tình trạng thức khuya và phải có cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Về cái khẩu phần mà dinh dưỡng của chúng ta thì chúng ta nên bổ sung các chất tốt cho mắt, đặc biệt là chúng ta ăn các cái loại quả mà chứa nhiều vitamin A. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về mắt lão. Vậy thì đối với mắt lão thì sẽ có những đặc điểm như thế nào? Thì mắt lão chỉ nhìn rõ được những vật ở xa mà không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão xa mắt hơn so với bình thường. Thì nói về mắt lão này thì thông thường thì xảy ra đối với người già do cái cơ vòng năng đỡ thể thủy tinh của người già bị yếu đi, làm cho cái khả năng điều tiết của mắt bị kém hẳn.
Thì đối với người bị mắt lão thì có điểm cực cận nằm xa mắt hơn so với bình thường, nên là khi có một vật AB nào đó nằm gần mắt hơn so với điểm cực cận của mắt, thì người mắt lão sẽ không nhìn rõ được vật AB này khi không đeo kính. Và do vật AB này ở vị trí cố định, nên là người mắt lão phải đeo kính để quan sát ảnh A'B' của vật AB. Và khi người mắt lão đeo kính để quan sát ảnh A'B' của vật AB, thì ảnh A'B' này phải nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt. Nghĩa là ảnh A'B' phải nằm xa mắt hơn so với điểm cực cận của mắt. Và yêu cầu này sẽ thực hiện được đối với người mắt lão phải đeo kính lão là thấu kính hội tụ. Vậy thì từ đây ta có thể đưa ra được cách để khắc phục tật mắt lão, đó chính là mắt lão phải đeo kính lão là thấu kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần. Vậy nếu có một kính lão, làm thế nào để biết nó là thấu kính hội tụ? Thì ta cũng đi nhận dạng hai cách. Cách thứ nhất là nhận dạng qua hình dạng hình học của thấu kính hội tụ, thì có phần giữa chạy hơn phần rìa. Cách thứ hai là nhận dạng qua cách tạo ảnh của thấu kính hội tụ, để vật ở gần kính thì thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật. Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thường hay quan sát các hiện tượng như là bảy sắc cầu vồng, bong bóng xà phòng, ta thấy có nhiều màu khác nhau. Vậy hiện tượng này được tạo ra như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta đi tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề ngày hôm nay. B. Sự phân tích ánh sáng trắng. Chúng tôi tìm hiểu một nhỏ thí nghiệm. Thí nghiệm 1. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính. Bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Thì chúng ta lưu ý ở trong cái thí nghiệm này, người ta có sử dụng một nguồn sáng trắng, một tấm khe sáng, một lăng kính và một màn hứng sáng. Tiến hành thí nghiệm như sau. Chiếu một chùm sáng trắng qua một khe hẹp đến lăng kính. Thì ở đây chúng ta lưu ý là lăng kính nó là một khối chất trong suốt, có ba đường gờ song song với nhau, gọi là ba cạnh của lăng kính. Vậy thì để thấy được rõ hơn về đặc điểm của lăng kính như thế nào, thì chúng ta có thể quan sát hình 53.1A trong sách giáo khoa. Về yêu cầu của thí nghiệm là chúng ta quan sát dải màu thu được trên màn ánh sáng. Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm thì sau lăng kính ta thu được một dải ánh sáng màu từ đỏ đến tím. Người ta thấy rằng là ánh sáng chiếu đến lăng kính là ánh sáng trắng và ra khỏi lăng kính là một dải ánh sáng màu. Nghĩa là lăng kính nó đã có tác dụng là phân tích một dải ánh sáng trắng cho ra thành các dải ánh sáng màu khác nhau. Nên ta có thể coi thí nghiệm này là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng. Chúng ta sang thí nghiệm thứ hai, phân tích một chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD. Về yêu cầu thí nghiệm là quan sát mặt ghi của một đĩa CD dưới ánh sáng trắng theo các phương khác nhau, mô tả hiện tượng quan sát được. Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Vậy thì qua thí nghiệm, ta có thể thấy được là khi quan sát mặt ghi của một đĩa CD thì ta thấy là một cái dải ánh sáng màu. Và khi nhìn theo các phương khác nhau thì thấy màu khác nhau. Và thí nghiệm này chúng ta cũng có thể coi nó là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng. Vì ánh sáng chiếu đến mặt ghi của đĩa CD là ánh sáng trắng, còn ánh sáng mà chiếu đến mắt ta là một dải ánh sáng màu. Nghĩa là mặt ghi của đĩa CD đã có tác dụng phân tích chùm sáng trắng thành các dải ánh sáng màu khác nhau. Qua thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính và phân tích ánh sáng trắng bằng mặt ghi của đĩa CD, ta có thể rút ra được kết luận chung như sau. Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng trắng chiếu qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD. Hình ảnh mà các em đang quan sát là hình ảnh sử dụng đèn màu ở các thành phố lớn. Vậy thì ở các thành phố lớn thì việc sử dụng đèn màu quá nhiều cho cái việc mà trang trí cũng như là quảng cáo thì đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ánh sáng. Và với sự ô nhiễm này đã gây ra một số tác hại đối với con người, đó là làm giảm tầm nhìn của mắt, làm cho thị lực của mắt bị suy giảm hoặc là làm cho sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Và tình trạng sử dụng đèn màu thắp sáng quá nhiều
còn gây ra cái tình trạng là lãng phí điện năng. Do đó con người chúng ta cần phải có những cái giải pháp, biện pháp để khắc phục những cái hậu quả này. Chẳng hạn như là cần quy định về tiêu chuẩn trong việc sử dụng đèn màu để chiếu sáng và quảng cáo, nghiêm cấm các cái phương tiện giao thông, xe ô tô, mô tô phát ra ánh sáng màu, và cần hạn chế việc sử dụng điện để thắp sáng các đèn quảng cáo, đèn trang trí. Ba nhỏ vận dụng. Vậy thì ngoài hai cái hiện tượng mà chúng ta vừa nêu trên là đi phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính và phân tích chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD, thì ta có thể nêu thêm một vài hiện tượng thực tế về sự phân tích ánh sáng trắng. Chẳng hạn như là khi quan sát các hiện tượng như là bảy sắc cầu vồng, bong bóng xà phòng, quán dầu mỡ trên mặt nước, thì ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau. Thì đây là những cái hiện tượng mà thầy nêu ra trước khi mà chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung của phần này. Vậy thì nguyên nhân mà dẫn đến các cái hiện tượng này là gì? Đó chính là vì chùm sáng mặt trời chiếu tới lớp không khí ẩm, bong bóng xà phòng, lớp ván dầu đã bị phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Vậy thì đến đây thì chúng ta có thể phân tích một chùm sáng trắng thành nhiều chùm sáng màu khác nhau. Vậy nếu như ngược lại, chúng ta trộn nhiều chùm sáng màu lại với nhau, thì ta sẽ thu được ánh sáng có màu như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta đi tìm hiểu nội dung cuối cùng của chủ đề ngày hôm nay. C. Sự trộn ánh sáng màu. Chúng ta đi tìm hiểu một La Mã, thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? Thì ta có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau bằng cách là chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó lên cùng một chỗ trên màn ảnh màu trắng. Màu của màn ảnh ở chỗ đó là màu ta thu được khi trộn. Hoặc là cách khác, ta cũng có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau bằng cách là chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó trực tiếp vào mắt ta. Nhưng mà chúng ta phải chiếu các chùm sáng rất yếu. Thì khi đó ở trên màn lưới của mắt cũng thu được màu mà ta cần trộn. Vậy thì trộn các ánh sáng màu là chiếu các chùm sáng màu khác nhau vào cùng một chỗ trên màn ảnh màu trắng. Thì để nghiên cứu sự trộn hai hay ba ánh sáng màu với nhau, thì người ta dùng một thiết bị có hình vẽ như sơ đồ sao. Và đặc điểm của thiết bị này thì các em cần lưu ý cho thầy, thì nó có một đèn có công suất lớn được đặt ở giữa một hộp hình lập phương. Và đối với cái hộp này thì ở mặt trước và hai mặt bên thì người ta có phép ba cửa sổ để cho ba chùm sáng chiếu ra ngoài. Và ở ba cửa sổ này thì người ta sẽ chắn ba tấm lọc màu, nghĩa là khi đó chúng ta sẽ có ba chùm sáng màu chiếu theo ba phía khác nhau. Và đối với hai chùm sáng chiếu về hai bên á, thì người ta có đặt hai cái gương phẳng để hắt ánh sáng cho hai chùm sáng này về phía trước, sao cho là chúng ta sẽ có chỗ ba chùm sáng gặp nhau. Vậy thì nếu chúng ta đặt một cái màn ảnh tại chỗ ba chùm sáng gặp nhau, thì chúng ta sẽ thu được màu do ba chùm sáng đó trộn lại. Chúng ta đi sang hai La Mã, trộn hai ánh sáng màu với nhau. Một nhỏ, thí nghiệm. Chắn hai cửa sổ bằng hai tấm lọc màu bất kỳ, lấy trong bộ ba các tấm lọc màu đỏ, lục và lam. Chẳng hạn lấy màu đỏ và màu lục. Chắn cửa sổ còn lại bằng tấm chắn sáng, đặt màn ảnh vào chỗ hai chùm sáng màu giao nhau. Bị yêu cầu là quan sát màu mà ta thu được trên màn. Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Vậy thì kết quả của thí nghiệm ta thấy là màu thu được ở trên màn là màu vàng. Vậy thì kết quả thí nghiệm khi trộn hai ánh sáng màu trong ba ánh sáng màu đỏ, màu lục, màu lam, ta thu được kết quả như sau. Vậy thì như trong thí nghiệm trên thì chúng ta đã tiến hành thí nghiệm sử dụng tấm lọc màu đỏ và tấm lọc màu lục, thì ta đã thu được màu trên màn là màu vàng. Vậy thì nếu trong thí nghiệm này ta thay đổi tấm lọc màu lục thành tấm lọc màu lam, thì ta sẽ thu được màu trên màn là màu tím. Hoặc trong trường hợp ta sử dụng tấm lọc màu lục và tấm lọc màu lam, thì ta sẽ thu được màu xanh da trời ở trên màn. Vậy thì qua kết quả thí nghiệm trên thì ta có thể rút ra được kết luận như sau, là khi trộn hai ánh sáng màu với nhau, ta thu được màu khác hẳn. Và khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. Chúng ta sang ba La Mã, trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng màu trắng. Một nhỏ thí nghiệm. Chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu
đỏ, lục và lam. Tìm chỗ ba chùm sáng màu đó gặp nhau và nhận xét màu ta thu được ở chỗ đó. Chúng ta quan sát thí nghiệm. Vậy thì kết quả thí nghiệm ta thấy là tại chỗ ba chùm sáng gặp nhau ở trên màn là màu trắng. Từ thí nghiệm trên thì ta có thể rút ra được kết luận là khi trộn ba chùm sáng màu đỏ, màu lục và màu lam với nhau một cách thích hợp thì ta được ánh sáng màu trắng. Thì ngoài ra còn có nhiều bộ ba chùm sáng màu khác nhau nữa khi trộn với nhau ta cũng được ánh sáng màu trắng. Chẳng hạn ta trộn ba chùm sáng là màu đỏ sen, màu vàng và màu lam thì ta cũng được là ánh sáng màu trắng. Hoặc là khi trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau ta cũng sẽ được cái ánh sáng màu trắng. Chúng ta đi sang 4 la mã vận dụng. Về yêu cầu của phần vận dụng là chúng ta sẽ làm một cái vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng trên có dán giấy trắng. Chia vòng tròn này thành 3 phần bằng nhau, một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Và làm thêm trục quay cho vòng tròn này, sau đó là cho vòng tròn quay tích. Về yêu cầu là hãy nhận xét về màu của mặt giấy lúc đó. Mà có thể coi đây là một cái thí nghiệm trộn các ánh sáng màu với nhau được hay không. Vậy thì về yêu cầu này thì chúng ta sẽ thực hiện ở nhà. Vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu qua nội dung chính của chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề mắt, sự phân tích ánh sáng trắng và trộn ánh sáng màu. Vậy về nội dung kiến thức của chủ đề ngày hôm nay chúng ta cần nắm trọng tâm các vấn đề sau đây. Về mắt và các tạc của mắt. Các em cần phải nắm cho thầy về cấu tạo của mắt gồm thể thủy tinh và màng lưới. Về mắt cận, các em phải nắm được về đặc điểm của mắt cận là chỉ nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa. Và để khắc phục, phải đeo kính cận là thấu kính phân kỳ. Còn về mắt lão thì các em cần phải nắm được đặc điểm của mắt là chỉ nhìn rõ các vật ở xa mà không nhìn rõ các vật ở gần. Và để khắc phục thì phải đeo kính lão là thấu kính hội tụ. Nội dung thứ hai của chủ đề là sự phân tích ánh sáng trắng. Thì các em cần phải nắm cho thầy là có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng đó đi qua lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. Và nội dung thứ ba của chủ đề là sự trộn ánh sáng màu. Thì chúng ta cần phải nắm được cho thầy có thể trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn. Khi trộn các ánh sáng màu từ đỏ đến tím với nhau, ta sẽ được ánh sáng màu trắng. Công việc mà chúng ta sẽ thực hiện ở nhà sau khi chúng ta học xong chủ đề ngày hôm nay là phải học thuộc các nội dung trong chủ đề, làm các bài tập có liên quan đến chủ đề trong sách bài tập, đọc phần có thể em chưa biết các bài liên quan đến chủ đề, ôn tập lại kiến thức của các chủ đề đã học ở học kỳ 2. Thời gian thực hiện chủ đề của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt. Chào các em.